Cái dạng toán đầu tiên trong cái chương về sự điện ly chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, đấy là ứng dụng cái định luật về sự bảo toàn điện tích cũng như là bảo toàn về khối lượng của các cái chất tan trong dung dịch chất điện ly. Cái vấn đề này nó đơn giản lắm và thầy không muốn nêu lên một cái lý thuyết nó khái quát làm cho nó phức tạp thêm, thì thầy lấy cái ví dụ cụ thể thầy đem này. Chúng ta đem hai cái chất, có thể hai hoặc là nhiều nhé, hai cái chất natri clorua đấy và gì và canxi hydrat chẳng hạn, hai cái muối này hòa tan đồng thời trong nước. Thế thì em biết là đầu tiên ấy thì các cái phân tử của hai muối này đều trung hòa về điện, nhưng khi hòa tan trong nước thì nó phân ly thành natri clorua sẽ phân ly thành Na cộng và Cl trừ, canxi hydrat sẽ phân ly thành Ca2 cộng và NO3 trừ. Tức là trong dung dịch lúc này có bốn cái loại hạt mang điện. Thế thì định luật bảo toàn điện tích sẽ cho ta biết là tổng cộng tất cả các điện tích dương và điện tích âm này phải bằng gì? Phải bằng không. Đấy. Còn nếu nói về độ lớn thì tổng điện tích dương phải có độ lớn bằng tổng điện tích âm nhé. Trên giả sử chúng ta có x mol Na cộng, có y mol Cl trừ, có z mol Ca2 cộng đấy, và có T mol NO3 trừ. Thì lúc đó này, tổng điện tích dương cái này 1 mol natri cộng mang, do nó mang một điện tích dương mà trên tổng cộng điện tích của dương là H đấy, còn canxi thì mang điện tích là dương 2 phải không, trên số điện tích mà các ion canxi nó mang tổng cộng là 2 nhân với z. Về độ lớn nó phải bằng điện tích của các ion ăn. Ở đây có y mol Cl trừ, cái này mang đơn vị điện tích là 1 đó, thì nó sẽ bằng y nhân với 1 thì cũng bằng y nhân với hệ số 1 ở đây nhá. Và điện tích âm ở NO3 trừ sẽ là T nhân với 1. Vậy là đây là chúng ta cộng lên T. Đấy. Với bên này cho ta biết về độ lớn của gì? Điện tích, các cái điện tích dương có mặt trong dung dịch, bên này là độ lớn hay là của các cái điện tích âm, và theo nguyên tắc thì chúng phải gì, bằng nhau đấy. Thứ hai nữa là về khối lượng thì sao, chúng ta đem các cái muối này hòa tan thì nó tách thành các ion, như vậy là tổng khối lượng của bốn cái ion này cũng sẽ bằng khối lượng của hai muối. Cho nên là chúng ta sẽ có là M của hỗn hợp muối sẽ bằng M của bốn cái ion này. Khối lượng của bốn ion này thì natri có khối lượng là 23, đúng là 23 nhân với cộng với gì? Clo là 35,5. Thế là 35,5 nhân y cộng với gì? Khối lượng của ion canxi là 40 nhân z cộng với NO3, N là 14 này. O là 16, 3, 16, 48 này. Thì chúng ta sẽ được 2 nhân 1 này là 6 cộng với 62 gì? 62T nhé. Tóm lại là khối lượng của các muối đem hòa tan trong dung dịch bằng tổng khối lượng của tất cả các cái ion có mặt trong dung dịch đó. Đấy, thì đấy là sự bảo toàn về mặt gì? Khối lượng nhé. Bây giờ ta đi vào cái ví dụ số 1 em này. Dung dịch X có chứa A mol Na cộng, B mol magie 2 cộng, C mol Cl trừ và D mol SO4 2 trừ. Hãy biểu diễn mối liên hệ giữa A, B, C và D. Đấy. Thì tổng điện tích dương sẽ là gì nhỉ? Và đây em để ý này, chúng ta có hai loại hạt mang điện tích dương là Na cộng và Mg2 cộng. Đấy. Một mol Na cộng thì mang một hạt Na cộng mang một đơn vị điện tích, đúng không? Cho nên A mol của nó sẽ là A nhân với một đơn vị điện tích A. Đấy. Còn điện tích mà magie nó mang sẽ là 2 nhân với B nhé. Tiếp là tổng điện tích âm, đây là ta đang xét về độ lớn phải không nhỉ,
biết này, có C-mon, CL trừ, cái này một trừ và âm 5, chân điện tích âm mà clo nó mang là C, điện tích âm mà SO4 2 trừ nó mang là 2D nhé, vậy ta phải cộng 2D. À, như vậy thì theo cái sự bảo toàn về điện tích thì tổng độ lớn của điện tích dương phải bằng tổng độ lớn của điện tích âm. Đấy, nên ta sẽ có tổng điện tích dương là 2 là A cộng với 2B bằng tổng điện tích âm là C cộng với 2 2D. Đấy, đây chính là công thức mối quan hệ giữa A, B, C và D. Đấy là cái ví dụ số 1. Ta sang cái ví dụ số 2 này. Dung dịch chứa 0,1 mol Ca2 cộng, 0,3 mol Mag2 cộng, 0,4 mol Cl trừ và y mol HCO3 trừ. Hỏi cô cặn dung dịch thì được bao nhiêu gam muối khan? Đấy, trước hết chúng ta đi tìm y bằng cách ứng dụng cái sự bảo toàn về điện tích. Tổng số mol điện tích dương có mặt trong dung dịch này là gì em nhỉ? Chúng ta nhìn vào các hạt có điện dương nhá. 0,1 mol Ca2 cộng. Một hạt Ca2 cộng mang hai đơn vị điện tích. Trên số mol điện tích dương của ion canxi nó mang trong dung dịch này sẽ là 0,1 nhân với 2 cộng với của magie sẽ là 0,3 này. 0,3 mol nhân với mỗi mol của nó mang hai đơn vị điện tích này, 2 này. Đấy. Thì bằng bao nhiêu? Chỗ này sẽ là 0,2 cộng với 0,6 thì bằng 0,8. Tiếp nha. Tổng số mol điện tích âm sẽ là gì nhỉ? 0,4 mol Cl trừ sẽ là 0,4 nhân với gì? 1 cộng với y mol HCO3 trừ sẽ là y nhân với 1. Đấy, tức là bằng y cộng với 0,4. Vậy theo bảo toàn về điện tích thì chúng ta sẽ có y cộng với 0,4 là tổng số mol điện tích âm phải bằng tổng số mol điện tích dương là 0,8. Vậy ở đây em sẽ được y bằng gì? Y bằng 0,4. À, hóa ra dung dịch của chúng ta chứa 0,1 mol Ca2 cộng, 0,3 mol Mag2 cộng, 0,4 mol Cl trừ và 0,4 mol HCO3 trừ. Để suy ra khối lượng muối khan khi ta cô cạn hết nước thì còn lại muối khan, khối lượng muối khan lúc này sẽ là gì? M bằng khối lượng của ion canxi 2 cộng cộng khối lượng của Mag2 cộng cộng khối lượng của ion Cl trừ cộng với khối lượng của HCO3 trừ. Và nó bằng gì? À, 0,1 mol canxi nhân với khối lượng của canxi là 40 cộng với 0,3 mol Mag nhân với khối lượng của Mag là 24 cộng với Cl trừ là 0,4 em nhé, 0,4 mol, khối lượng mol của nó 35,5 cộng với HCO3 trừ, có số mol ta vừa tìm ra được nó bằng 0,4 nhân với khối lượng mol của nó này, H là 1 đúng không? H là 1, C là 12, vậy nó sẽ là 13 cộng với 48, 1 nhớ 1 là đi 6 là nhân với 61. Đó. Thì nó sẽ bằng, bây giờ ta chỉ việc phải ấn máy tính thôi. Đấy. 0,1 nhân với 4 tức là 4 cộng với 0,3 nhân 24 cộng với 0,4 nhân với 35,5 cộng 0,4 mà nhân tiếp với 61 đúng không? Vậy ta được kết quả khối lượng muối khan là 49,8 gam. 49,8 gam. Đó. Đấy là cái ví dụ số 2. Giờ sang cái ví dụ số 3. Dung dịch
chứa 0,02 mol đồng 2 cộng, 0,03 mol K cộng, X mol Cl trừ và Y mol SO4 2 trừ. Tổng khối lượng muối tan trong dung dịch là 5,435 gram. Hãy tìm giá trị của X và Y. Đấy, thì bước thứ nhất để chúng ta tính tổng cái tổng số mol điện tích dương này. Nó là bao nhiêu em nhỉ? Có hai loại ion mang điện tích dương này, Cu2 cộng và K cộng này. Nó sẽ là 0,02 này. Đấy, một hạt đồng này mang hai đơn vị điện tích, số mol điện tích mà đồng nó mang sẽ 0,02 nhân 2 này, cộng với số mol điện tích dương là của kali là 0,03 và nhân với 1 này thì được kết quả bao nhiêu? Đây là 0,04 cộng 0,03 là 0,07. Tiếp. Tổng số mol điện tích âm và hạt này mà dung dịch này nó mang nhé, có hai cái loại hạt mang điện tích âm em, x mol nhân với 1 cộng với y mol nhân với 2. Ê, ta viết cho nó gọn thành x cộng 2y. Nếu vậy em sẽ được gì? X cộng 2y tổng số mol đơn vị điện tích âm bằng tổng số mol điện tích dương là 0,07. Đấy, ta được một phương trình. Ta phải đi kiếm tìm một cái phương trình nữa, đúng không? Dựa vào cái thông số về mặt khối lượng. Khối lượng của muối nhá, khối lượng của hỗn hợp hai muối này thì có phải bằng tổng khối lượng của tất cả các ion có mặt trong dung dịch, đúng không nào? Nó sẽ bằng khối lượng của ion Cu2 cộng cộng khối lượng của K cộng cộng khối lượng của Cl trừ và cộng với khối lượng của SO4 2 trừ. Nó sẽ bằng gì? Trong trường hợp của Cu2 cộng thì nó sẽ là 0,02 nhân với 64, với K cộng là 0,03 nhân 39, với Cl trừ sẽ là x nhân 35,5, hay cho ta viết cho nó thuận là 35,5x. Còn với SO42 trừ sẽ là 96 nhân y. Đấy, thì đầu bài cho mình biết nó bằng 5,435. 435. Vậy từ đây em sẽ suy ra được này. 35,5x cộng với 96y thì bằng, để chúng ta ấn máy tính nhé. À, lấy 5,435 mà trừ đi 0,02 nhân 64, rồi trừ tiếp đi 0,03 nhân với 39 thì được kết quả là 2,985. Đấy, chúng ta được phương trình thứ hai. Kết hợp cái phương trình 1 này và phương trình 2 này, em suy ra cái hệ là x cộng 2y bằng 0,07, 35,5x cộng với 96y bằng 2,985. Đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, cho nên chúng ta chỉ việc giải máy tính, chúng ta chỉ việc bấm máy tính để giải cái hệ này thôi. Hệ số A1 là 1, hệ số A2 xin lỗi là B1 là 2, C1 là 0,07, đến A2 là 35,5, B2 là 96, C2 là 2,985. Được kết quả x bằng 0,03 mà x bằng 0,03 và y bằng 0,02. Đấy.
chúng ta kết thúc nhanh ba cái ví dụ cho cái dạng toán thứ nhất và tạm nghỉ trong ít phút, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cái dạng toán thứ hai.